Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào để chơi game cu fan thôi tôi muốn cu fan của bẹt anh em ơi. Thì vốn mình hôm nay là 8 triệu. Đây là số vốn là không phải quá to cũng không phải là quá nhỏ nhưng mà vì sao mình nạp vào 8 mê anh em? Bởi trước tiên ấy là mình đánh mình đều chọn cái tỷ lệ rờ rờ anh em ạ. Ví dụ hôm nay ấy mình muốn thắng 2 mê thì mình sẽ nạp vào 8 mê là nghĩa là mình nhân 4 số vốn mình lên mình muốn thắng 3 mê thì mình sẽ nhân 4 lần lên là 3 x 4 là 12 mê anh em Và hôm nay mình chuyển thắng lên 2 mê thôi Và mình chuyển lên đó là 10 mê mình sẽ nghỉ nha Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách phương pháp cái đánh câu sóc đi ấy Khá là hay nha Anh em có thể tham khảo nha Phương pháp đánh là mình cho em xem để tham khảo Và anh em nhớ vào sự kiểm điểm danh nhận quà free mỗi ngày nha Nó không được nhiều, có được 300 mấy đồng hay là 1 ngàn đến vài chục mỗi ngày thôi Hên xui thôi anh em Nhưng mà ngày thứ bảy nó khá là nhiều nha anh em ơi cho nên là các bạn chỉ cần bỏ ra 1 2 phút mỗi ngày ấy. Các bạn tải về đấy thì các bạn cái này được free các bạn không cần nạp thì các bạn vẫn nhận được free nha. Riêng đang mỗi tháng các bạn kiếm được vài chục đến vài trăm đấy các bạn ạ. Hên đấy. Nha. Và đương nhiên là mình chơi đa số mình chơi hên xui thôi anh em ơi. Mình chơi hên xui thắng được thì ngon anh em ạ. Không thắng được thì anh em biết rồi chịu thôi bởi game hên xui mà. Mình làm sao mình biết trước điều gì được đúng không? Chơi thì cứ chơi từ từ thôi anh em, không vội được đâu và cách đánh của mình là như thế nào anh em cách đánh của mình mình sẽ chọn ba trắng hoặc ba đỏ và mình sẽ đặt từ đầu tới cuối anh em ơi và mỗi ngày mình chiến thắng hai mê thôi và hôm nay mình sẽ chọn đặt ba trắng đấy nha em ơi mình không cần nhìn cầu gì cả mình chỉ đọc từ đầu tới cuối là ba trắng luôn mình đánh từ đầu tới cuối luôn anh em ơi đó là cách đánh của mình đương nhiên là cách đánh sao cách đánh không hên thì chịu thôi anh em ơi đấy như ban đầu mà mình chọn ba đỏ nó có phải hên được không đúng không nhưng mà cuộc chơi mà anh em ơi làm sao mình biết trước điều gì được có thể bây giờ mình ăn được nhưng mà tí là mình lại thua hết điều rất bình thường Đánh sốc đĩa ấy, là cách đánh này anh em phải nhớ điều là này Phương pháp đánh 3 trắng hoặc ba đỏ ấy Vì sao mình lại chọn 3 trắng 3 đỏ Bởi ba trắng ba đỏ nếu trúng ấy là các bạn nhân 4 lần nha Nghĩa là 4 lần các bạn chỉ trúng một lần thôi là các bạn đã thắng tất cả trước đó rồi Đây này trúng này này anh em ơi Đấy Khi thắng này anh em phải reset lại từ đầu nha Reset là sao là mỗi lần anh em đặt 200 đúng không? Ví dụ lần thứ tư mà em không trúng thì lần thứ năm đặt thì em chắc chắn phải đặt đến 250 rồi. Với 250 thì các bạn mới trúng được 700 ở khuân. Các bạn phải đặt 300 nhé, đúng không? 300 các bạn trúng 900 mà trước đó nếu 4 bán liên tiếp không trúng các bạn mất mất 800 rồi thì lúc đấy bạn trúng 900 bạn còn trúng mà đúng không? Đây này, như hai bàn thắng liên tục này có phải ngon không? Đấy. Nhưng mà cái phương pháp này anh em chỉ phù hợp đó là anh em nên ấy. Nên tốt nhất là các bạn <laughs> khi nào thấy một chuỗi chặn ấy một chuỗi chặn nha nó bẻ sang một cái lệ là ba đỏ đi thì lúc đấy các bạn sẽ chọn ba trắng thì lúc đấy khả là các bạn thắng ở à, các bạn thua rất thấp luôn đấy nhưng mà hôm nay thì mình chọn phong cách đó là vào đánh ba trắng luôn đây này chúng mấy ván liên tục anh em kìa hên không quá hên luôn đúng không anh em ơi và cái phương pháp này ấy, đánh em chỉ phù hợp đó là ăn non mỗi ngày nha ví dụ anh em tham ăn to là không được đâu anh em ơi tham ăn to là không được vì sao bây giờ mình đặt 100 thôi anh em 200 luôn đi Mình đã đặt 100 thôi Nhưng mà mình đặt đặt như thế này ấy Khi đã gần trúng rồi, gần thắng rồi, gần đúng mục tiêu rồi Các bạn nên đặt nhỏ lại đi Bởi lúc đó nếu thua thì các bạn khả năng thua rất thấp thôi Vì vốn càng anh em chơi cách này, phương pháp này ấy. Vốn chia càng nhỏ ra càng tốt Anh em ăn càng non càng tốt nha Ví dụ anh em mà tỷ tròn tỷ giờ giờ đó là 1, 100 đi thì khả năng các bạn thua rất thấp rồi. Ví dụ các bạn muốn ăn một mê, bạn là các bạn nạp vào 100 mê đi. Thì lúc đấy khả năng ăn một mê rất dễ luôn ấy Thật sự rất dễ luôn Và quan trọng là em có giữ được bình tĩnh không thôi Game ấy Cái quan trọng nó là giữ bình tĩnh nha ạ Khi đã không giữ bình tĩnh anh em không có cách gì mà thắng nó đâu Chơi mà anh em ai game em xui mà Anh em biết thế nào học trước được điều gì được Có thể ngày hôm đó anh em rất thế anh em ăn rất to Nhưng mà ngày đó lỡ mà anh em Mất bình tĩnh anh em thua hết lại điều rất bình thường anh em ạ Cho nên đừng có bao giờ nói trước điều gì anh em ơi Game in sui chạ thì nói trước điều gì được đâu đây này trúng một cái là về bờ luôn anh em này hai ván không trúng liên tục mà mình chiều một ván trúng là mình về bờ luôn thôi mà còn thắng luôn đấy lúc này 96 mà đúng không bây giờ mình đặt một lần 100 thôi hôm nay mình không đảm bảo cái gì nhưng mà mình đạt mà chắc chắn mình thắng rồi anh em nhớ điều đó mày nếu bốn ván mà lỡ mai bốn ván liên tiếp không trúng ván thứ năm không không trúng ván thứ sáu không trúng ấy thì các bạn đặt đặt làm sao tính toán làm sao mà chỉ có một đặt đấy là các bạn đã thắng tất cả trước đó đúng không nhưng mà lỡ mai không trúng ấy thì các bạn phải không trúng thì các bạn phải gọi là giữ bình tĩnh nhân đừng có vội chia vốn ra càng nhỏ tốt nhưng mà khi đặt trúng này các bạn phải gì xét lại từ đầu đó là đặt cái số vốn đầu tiên nha ví dụ mỗi lần các bạn đặt cố định là 200 đi thì tí nữa các bạn nên cố định 200 khi đã thắng rồi nha chứ không phải là thấy thắng các bạn cứ đặt gấp lên tiếp thôi nha anh kiểu đó không ổn đâu nha anh kiểu đó chiều toang đấy có chuyện ăn nó là trời ơi hai ván bốn trăm bốn đỏ kìa căng vậy bốn trăm bốn đỏ ít về lắm anh em ơi Nhà hôm nay nó về khá là nhiều nha nhưng mà đánh bốn trắng bốn đỏ mình thấy không ổn anh em ạ à. không ổn tí nào luôn á Đưa 4 bốn trắng bốn đỏ anh em cũng đánh gấp lên như vậy thôi Nhưng mà cái khả năng anh em có chờ được không Bởi hầu như anh em đều vội vàng Chơi thì anh em đều hầu hầu như đều vội vàng đúng không Mà anh em đánh ấy Thì không bao giờ xác định là ngày hôm đó thắng lên bao nhiêu Hay là thua xuống bao nhiêu em nghĩ Anh em thường đánh theo cảm xúc ấy Thắng này anh em cứ đánh tiếp Thua là anh em cứ đánh tiếp Thành ra các bạn không có bao thì có điểm dừng Lúc này mình thua 300 này anh em ơi 300 này nha Mình tính từ lúc mình còn vốn 9 triệu 8 nha Bởi vì mình lúc đấy mình mới trúng mà Chứ không phải là tính từ cái vốn ban đầu 8 mê của mình đâu Em nhớ điều đó cho mình nha Cách đánh này nó rất hay luôn nha Đây này trúng một cái này, Về bờ luôn anh em này Ngon không ngon không Ôi còn thiếu kìa Thế thôi bây giờ mình đặt nhỏ hơn thôi Càng ngày mình càng đặt nhỏ hơn 50 ngàn thôi Đấy cứ đừng có vội anh em ạ à. Vội vàng chó toang thôi Nhiều lúc anh em cứ thấy nói là Uh, gần lên được rồi thì có lẽ đặt to nốt đặt, đặt to luôn lỡ may trúng một ván thì nó về bờ luôn đi nó nó thắng luôn lên 10 mê luôn đi nhưng mà đó, điều đó nếu nó thắng em ơi anh em giả sử trường hợp nó không thắng thì sao em công nhận điều đó mình ở đây này bây giờ mình đã hoàn thành mục tiêu rồi mình không tham mà nha thường thường ấy là anh em đã khi hoàn thành mục tiêu là anh em lúc đấy anh em sẽ nghĩ rằng là thôi đánh tiếp đi lỡ thua một ván thì thôi nghĩ nhưng mà khi anh em thua anh mình thử hỏi là anh em chịu nghĩ không đéo không chịu nghĩ đâu anh em Em không hề chủ nghĩ đâu Em lúc đấy này em thường là Thôi lúc này lên 10 mê là bây giờ phải lên 10 mê lại chứ Đúng không? Anh em cứ từ toàn đặt câu hỏi cho anh em Cho nên là những lúc em thắng được rồi Mà em sau đó lại thua lại ngược lại đều rất bình thường Cái quan nào cách đáy nó phải giữ bình tĩnh em ơi Cách đánh mà em không giữ bình tĩnh ấy Thì mình đà mà anh luôn luôn là anh em chỉ có ra đạo và ra đạo và ra đạo thôi Không có chuyện nào nó đâu Bởi anh em lại hiểu rằng là game mục đích nó tạo làm gì Lợi nhuận má Lợi nhuận nó lấy từ đâu Đấy chính là chơi mà ví dụ anh em cứ mỗi lần không giữ bình tĩnh ấy Là em càng xuống tiền Mà càng xuống tiền anh em đánh càng nhiều thì càng thua thôi à Đấy Cho nên là mỗi ngày mình chỉ ăn non thôi Nhưng mà một số anh em sẽ đặt gọi là sao mình không chọn gì rờ rờ một một đi Nạp 10 mê thì ăn 10 mê Rất khó anh em ạ Nạp 10 mê ăn 10 mê thì các bạn chỉ nên đánh chặn hoặc lẽ thôi nha Chứ bạn không nên đánh kiểu này Đánh kiểu này các bạn dễ toang lắm nha Nhớ điều đó cho mình nha Thôi thì mình thắng như vậy là ngon rồi anh em ạ Nghĩ thôi nha Không cần tham nữa bởi tham tao lỡ mai tí nó còn một cái nít thì sao đúng không? Bye bye anh em nha.